Hi, welcome back to my channel. Stas, can I go? Let's go. Okay, vào tiếp theo. Silver Valley Assassin. Let's go. Thank you.
Remember J.D. O'Toole? Man, I'm charging for a rock over here. Okay, Vaughn, they're gonna do it. Let go. All the players know me. Man, cool.
get out the core. Wait. Hey, wait up. You go get them, and I'll keep the engine running. Không biết khu nào nữa. Tìm xung quanh vẫn chưa thấy đâu. Ở đây này. Có thể là ở bên đường bên kia. Đây rồi. Come on, let's cruise into Baller's territory. Hey, Ufa. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Look out!
Vẫn chưa thấy đâu. Không biết là đường bên nào đây. Hay là con đường ngoài này. Oh my god, không phải rồi. Ở bên trong. Đó, khi đi thấy các bạn sẽ làm nhiệm vụ cho từ cái này. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái video. Let's go. Ah, well, I hope you're having a good... Start talking. Hey, make me, you prick. Want some more? Oh, wait. This way. Who do you think I am? One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. A local gun shop is a couple of blocks away. Mình khẩu súng và lúc đó thì các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ trong cái này. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. GTA 3, let's go. Surface World. Đó là các bạn sẽ đi đón những cô gái về vị trí. Đây thì các bạn sẽ phải kiếm cho mình một con xe. Đến chỗ. Boston 1055, 2009.
Và đó, khi như thế các bạn sẽ đón 3 người lại, lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo ở Fast S. Let's go. Thank you.
Let go.